Quý xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 cả nhà. Hôm nay quý không có lịch chạy cho nên là ở nhà rửa xe, chuẩn bị là cho ngày mai là sẽ hai chị em này sẽ lên đường về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, cũng như là về thành phố Phan Thiết sẽ rước dâu vào chẳng bơ mọi người ha. Đó, thì cũng mới là rửa xong luôn mọi người. Đây, mới lau rửa sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ cho con vợ nhỏ nè mọi người, để mai chuẩn bị là đi theo em này để mà về Phan Thiết rước dâu mọi người ha. Còn hôm nay thì quý không có lịch chạy mọi người, cho nên là ở nhà làm xe rửa xe sạch sẽ đó. Mai bắt đầu là từ cảng bơm 5 giờ sáng và xuất phát ra tới thành phố Phan Thiết để rước dâu mọi người ha. Thì ở đây là có một anh chàng đẹp trai và đã quen một bạn gái rất là xinh xắn ở thành phố Phan Thiết luôn mọi người, ngay trung tâm thành phố Phan Thiết luôn ha. Đó, thì mai quý có hợp đồng về đảo rước dâu thì quý sẽ đi trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và ra tới ngay chỗ xã Hàm Kiệm mọi người. Thì sau đó mình sẽ rẽ ra quốc lộ 1A và mình về Phan Thiết mọi người ha. Chứ hiện tại là cái đi nửa tới ngay, đúng ra là đi tới nửa ngay chỗ cái nút giao xã 35 á mọi người. Mình đi tới ngay chỗ nút giao xã 35 thì nó sẽ gần nhất. Chứ hiện tại là nút giao Phan Thiết Vĩnh Hảo đang chặn rồi mọi người ha, không thể di chuyển được mọi người, bởi vì đang thi công mà. Cho nên là mình phải di chuyển tới cây số 14 rồi mọi người ơi. Thì đây là hai em xe du lịch nhà quý ha. Đó, hiện tại đang ở Trảng Bơm Đồng Nai nha mọi người. Cô chú anh chị nào ở khu vực Trảng Bơm Đồng Nai thì cần xe 4 chỗ 7 chỗ rước dâu hoặc là hợp đồng đi du lịch, cứ hỏi sân bay thì cứ alo ủng hộ quý ha. Đó. Này em vợ nhỏ này là vừa rồi là đi theo quý cái hành trình mà xuyên cao tốc lần 1 lần 2 mọi người. Đó, thì vừa qua em ấy đã thân tàn ma dại mọi người ơi, đã xuống cấp trầm trọng về cái vấn đề nhan sắc nha mọi người. Nhưng mà vừa rồi thì quý cũng đã trùng tu với em nó rồi, hiện tại là đẹp đẽ rồi mọi người, đẹp gái rồi mọi người ơi, ok ha. Cho nên là tiếp tục phục vụ cho cô chú anh chị, ok nha. Đó, trên xe của quý thì đã có chữ quý cũng như Zalo số điện thoại của quý ha. Đó, cho nên cô chú anh chị đi ra đường mà có vô tình mà gặp em quý thì cứ alo em quý cũng như là gọi em quý, thì mình em quý mời cô chú anh chị cà phê ha. Hoặc là cô chú anh chị nào có đi ngang qua khu vực Trảng Bơm Đồng Nai thì cứ alo em quý ha, rảnh rỗi em quý sẽ mời cô chú anh chị ly cà phê. Đó là cái giao lưu vui vẻ thôi mọi người nha. Đó, thì nói chung là sáng giờ là đã tắm rửa hai em sạch sẽ rồi mọi người, giờ chủ yếu là nghỉ ngơi rồi cho nó khỏe khi bắt đầu là mai bắt đầu là hành trình thôi mọi người nha, đi xuyên cao tốc lần nữa mọi người. À, để quý quay mặt trước cho hai em này cho cô chú anh chị xem ha. Thì em này nói chung là đa số là rước khách sân bay cũng như là đưa đi rước dâu thôi mọi người. Đó, hoặc là đi Vũng Tàu còn gần ha, còn những đi xa khách cần xe 7 chỗ như Động Rãi này kia thì quý phải dùng xe em này đó. Cho nên cô chú anh chị cứ cần xe 4 chỗ 7 chỗ cứ alo quý nha. Thì ngoài cái công việc mà chạy du lịch thì thời gian rảnh rỗi ở nhà thì đây là những cái đam mê của quý nè mọi người. Đó, đây là những cái mai cũng như là năm vừa rồi đó quý cũng mua chơi đó, bây giờ thì qua năm thì cũng còn sống, quý chăm sóc nè mọi người ha. Đó, rảnh rỗi không chạy xe thì quý cũng ở nhà, quý cũng chăm mai cho nó giải trí rồi mọi người, cho nó qua hết ngày mọi người ha. Đó, đây là cái đam mê của quý nè. Đó, cũng có chơi lan luôn ha, một hai cây lan nè mọi người. Quý không biết cây lan này lan gì nhưng mà nó ra bông rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây là mọi người, nó cây lan này nó khác với những cây lan kia mọi người. Quý không biết bông lan lan gì nhưng mà đây là cây lan của ông anh cục kèo của quý tặng quý ha. Đó, hiện tại cũng ra rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó, đây đây nữa nè, đây nữa mọi người. Đó, cô chú anh chị biết lan là lan gì cứ để bình luận giúp quý nha, quý không biết lan gì luôn á. Bông bông như thế này. Đó, lá cũng lá giống như hình trái tim á cô chú anh chị. Mà quý không biết là loại lan là lan gì, chắc này cũng là dòng họ lan nhưng mà không biết lan gì mọi người ha. Đó thì nói chung là dây thì cũng lớn rồi nè. Quý chăm này cũng được 2 năm rồi cô chú anh chị. Thì cũng lớn rồi. Đến thời điểm này thì quý không biết là cái lan là lan gì luôn cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào cộng đồng mà biết về lan là lan gì thì hãy để bình luận giúp quý nha. Đó. Thì quý chơi 3 cây mai mọi người.
Đó, đây là cây thứ hai. Và đây cây thứ ba, cây này vừa rồi là nó nằm ở ngoài kia của chú anh chị, ở ngoài đường rầy á, mà để ngồi đó trồng ngoài đất á nó suy á thì nó cũng không tốt, cho nên là quý cũng bứng vô đây nè mọi người. Vừa rồi cũng bứng mà bứng kiểu bứng cho chuỗi luôn của chú anh chị, dỡ lên luôn, mình dỡ lên luôn rồi nó cũng còn rễ không, nhưng mà quý cũng may, quý cũng nghiên cứu trên YouTube đó, quý cũng học hỏi anh em trên YouTube rồi quý cũng dùng thuốc chất kích thích cũng như là phân cỏ thì cũng sống mọi người ha. Đó, cho cháu này kia pha một phần với cát xong rồi thì cũng sống của chú anh chị. Nè, ở đây là cây mai của ba quý nè, chờ thời gian giờ quý cũng chăm sóc cũng sống luôn mọi người ha. Ở nhà thì có hai cây xài của chú anh chị thì vừa qua trái cũng rất là nhiều ha, cho anh em nhà trọ nhà quý cũng như là anh em ở xóm làng này kia rồi đó, mỗi người ít ăn cho vui mọi người ha. Đó, nhà quý có hai cây xào em mọi người. Thì hôm nay quý cũng muốn quay sơ qua một vòng của nhà của quý để cho mọi người biết và yên tâm khi mà đặt xe bên du lịch quý nha mọi người. Đó, đây là nhà của quý, khi bước ra thì con đường bê tông là đường 4m nha cô chú anh chị. Đó, đây cũng có bảng luôn nha, bảng đầy đủ nha cô chú anh chị nha. Đó, cho thuê phòng trọ sạch sẽ thoáng mát ha, wifi tiện nghi đầy đủ cũng như là dịch vụ du lịch đầy đủ nha cô chú anh chị. Cho nên cô chú anh chị cứ yên tâm về khi mà đặt xe bên du lịch quý ha. Đó, nói chung là khi đặt xe du lịch đến quý thì đặt cọc hay không đặt cọc cũng vậy mọi người, cũng không sao ha, vui vẻ mà. Đây ha, bên đây thì cũng cửa hàng tạp hóa rồi, lúc trước quý cũng làm điện thoại thuê bằng ở ngoài kia mọi người, làm thời gian thì quý cũng về nhà nè mọi người ha. Đó, thời gian là đôi không có khách đặt xe thì quý cũng ở nhà sử điện thoại mọi người. Đó, nói chung hai em này đã tắm rửa sạch sẽ của chú anh chị, mai chuẩn bị là đưa khách rước dâu về cắt tóc Phan Thiết Dầu Dây mọi người ha. Rồi, hôm nay nói chung quý cũng quay sơ vòng cho cô chú anh chị biết là cái du lịch quý hiện tại như thế nào mọi người ha. Cho nên cô chú anh chị đặt xe bên quý yên tâm ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video cũng như ủng hộ kênh của quý vừa qua ha. Quý chúc cho mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào mọi người.